bạn là mình Như Quỳnh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số phát sóng hôm nay của truyền hình Bằng Lan. Không biết là các bạn đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi ta? Mình chắc hẳn một điều là chúng ta ai ai cũng đang hồ hởi, háo hức để chuẩn bị một năm mới đủ đầy và xinh đẹp. Bên cạnh đó thì những bộ trang phục là thứ không thể thiếu vào những ngày đầu năm. Và hôm nay thì truyền hình Bằng Lan sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài tip nho nhỏ để phối đồ thật là đơn giản nhưng mà không kém phần xinh xắn vào những ngày Tết nha. Tết không chỉ là thời gian chúng ta được sum họp và vui cùng bên nhau, mà còn là thời gian để diện lên mình những tạo mới. Từ trẻ em cho tới người lớn, ai ai cũng háo hức đón chào ngày đầu năm, và chắc hẳn rằng các cô nàng xinh xắn của chúng ta cũng không thể bỏ qua đúng không nào? Đến Tết thì nào là đi du xuân, đi chúc Tết, đi gặp gỡ bạn bè, lúc nào chúng ta cũng phải cần có những bộ cánh thật là xinh đẹp đúng không mọi người? Và không chần chờ gì nữa, chúng mình hãy cùng bắt đầu thôi. Vào những ngày đầu năm mới thì áo dài là lựa chọn lý tưởng cho các nàng mà không thể bỏ qua. Áo dài còn là trang phục truyền thống của người Việt Nam, nó toát lên một cái vẻ đẹp tinh khôi, thướt tha dịu dàng của người con gái. Bên cạnh đó, áo dài còn thể hiện giá trị văn hóa dân tộc. Và ngày nay thì áo dài được thiết kế với rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau, phù hợp với từng dáng người, sở thích cũng như là nhu cầu sử dụng. Chính vì vậy chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Đầu tiên là đối với các bạn yêu thích những nét xưa cũ thì có thể chọn cho mình một chiếc áo dài truyền thống. Còn đối với các bạn hiện đại yêu thích sự mới mẻ thì có thể chọn chiếc áo dài cách tân để mặc vào mùng 1 Tết với mong muốn đón một năm mới thật may mắn. Với những nàng nào yêu thích sự điệu đà, nữ tính thì váy liền là một lựa chọn đáng lưu tâm. Những trang phục khiến cho bạn cảm thấy thanh lịch, nhẹ nhàng như chiếc váy dáng dài quả thực là một lựa chọn không tệ. Đừng quên lựa chọn một màu sắc rực rỡ cho mùng 2 Tết này nhé! Với mùng 3, phối đồ đi chơi Tết này sẽ mang đến cho bạn gái vẻ ngoài thật nữ tính. Và ngày Tết, kết hợp với một chiếc áo cách điệu sẽ khiến set đồ trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Đặc biệt, một chiếc áo tay phồng sẽ là lựa chọn hợp lý trong những ngày đầu năm cần phải thanh lịch. Hãy chọn một gam màu yêu thích cho chiếc váy để đi du xuân cùng gia đình vào dịp Tết nha! Trên đây là những trang phục phù hợp với bản thân của mình, nhưng mà các bạn cũng có thể lựa chọn những bộ trang phục để thể hiện cá tính cũng như là sở thích riêng của các bạn. Và truyền hình Bằng Lan cũng rất mong là sẽ nhận được những bộ outfit thật là sang, thật là xịn qua phần comment. Và chúc các bạn có một năm mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe để chúng ta cùng gặp lại nhau sau một mùa Tết nha. Chúc mừng năm mới! Và bây giờ thì hãy cùng truyền hình Bằng Lan điểm lại những bộ trang phục vừa rồi nha.